sau đây sẽ gỡ cái mouse GPS Jean của thằng BMW GS này và thay bằng mouse của thằng Lobo. Đây là cái mouse gắn điện thoại của Lobo nè. Cái loại này là có chống rung và có sạc không dây luôn. Cái loại này thì để gắn lên cái thanh 3 GPS của thằng BMW GS. Cái mouse Jean vừa gỡ ra đây. Và bây giờ sẽ gắn cái mouse của thằng Lobo này lên. Đây, nhìn rất là chắc chắn luôn. Sau đây sẽ gắn cái giá đỡ điện thoại của Lobo lên cái thanh 3 GPS của thằng BMW GS đây. Mở nguồn lên là nó đã sạc rồi nè. Rồi mình tắt nguồn thì 30 giây sau thì tự động nó sẽ tắt nguồn cái sạc của giá đỡ điện thoại này luôn.